Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy vào tối ngày 26 tháng 10 ở Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, khiến ba mẹ con trong một gia đình tử vong, thương tâm, gây xôn xao dư luận. Tại hiện trường, ngôi nhà tràn đầy hơi ấm tình thương gia đình ngày nào, giờ chỉ còn lại là đống cho tàn, tan hoang, sắt thép ngổn ngang, lạnh lẽo. Như thông tin đã đưa trước đó vào khoảng 17 giờ 30 ngày 26 tháng 10, khi anh MVI sinh năm 1988 quê Nam Định đang dùng máy ép thủy lực để ép các bình xịt tóc ở trong nhà thì bất ngờ lửa ở khu vực máy ép bùng cháy lớn. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người gồm anh MVI, sinh năm 1988, quê Nam Định, chị NTT, sinh năm 1992, vợ anh Y, MTD, sinh năm 2012, và MBA, sinh năm 2018, cả hai là con của anh Y và chị T. Anh Y kể lại, lúc đó chỉ có một mình tôi ngồi ép các bình xịt tóc, tôi cũng không biết lửa bùng ra từ đâu, bởi vì trước đó vợ tôi cũng đã ép các loại bình xịt này và không xảy ra vấn đề gì cũng có thể do tia lửa điện ở các thiết bị máy móc phát ra gây cháy. Cũng theo anh Y, khi lửa bùng cháy, quần áo anh đã bị ngọn lửa thiêu rụi khiến anh bị bỏng. Do quá bất ngờ, anh Y liền bỏ chạy ra ngoài cửa nhà. Chưa hết hoảng loạn, anh kể lúc đó lửa bùng lên chỉ trong tích tắc rồi thiêu dụi cả căn nhà khi vừa chạy ra ngoài cửa tôi liền nghĩ tới vợ và hai con đang ở bên trong nên đã lao vào để cứu nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng lên rất lớn khói độc mù mịt người dân ngăn không cho tôi lao vào đám cháy nữa anh y cho biết sau khi lửa cháy lớn các thiết bị dẫn ga và bình ga của gia đình anh phát nổ khiến toàn bộ trần nhà và các cấu kiện bị sụp đổ vợ con anh không thể thoát ra ngoài ngay sau khi đám cháy lớn bùng phát người dân nhanh chóng gọi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy đồng thời tìm cách cứu các nạn nhân đang mắc kẹt phía trong tuy nhiên ngọn lửa quá dữ dội và nó dường như đã nuốt trọn căn nhà cùng ba người thân của anh y theo cảnh sát nhận định ban đầu có thể do máy này ép phải bình xịt tóc làm phát nổ bén lửa sang khu vực bình để khí ga dẫn đến vụ hỏa hoạn Vụ hỏa hoạn khiến ba mẹ con chị Tê tử vong. Khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy phát hiện chị Tê tử vong trên giường, còn hai người con trai tử vong trong nhà tắm. Sáng ngày 27 tháng 10, cơ quan chức năng đã lập hàng rào xung quanh khu vực ngôi nhà bị cháy để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Vụ cháy khiến cho trần nhà đổ sập, kết cấu ngôi nhà bị phá vỡ, toàn bộ đồ đạc bên trong bị thiêu rụi ngôi nhà thậm chí còn không có lấy một mảnh tường bao phủ xung quanh làm nên ngôi nhà chỉ là những lớp tôn mỏng được chắp vá vậy mà ngọn lửa ngun ngút nỡ lòng nuốt trọn toàn bộ tài sản và ba người thân của nạn nhân lớp mái tôn, sắt thép ám khói đen kịt, đồ ngổn ngang chồng chất lên nhau. Toàn bộ vật dụng trong nhà đã bị thiêu cháy. Xót xa hơn, giấy tờ, quần áo của nạn nhân bị vương vãi khắp nền đất. Vụ việc thương tâm xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tứ Hiệp cho biết, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp cùng cơ quan ban ngành trên địa bàn tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình người bị nạn. Được biết, gia đình anh M.V.Y. có hoàn cảnh khó khăn, anh Y từ Nam Định lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề buôn bán đồng nát, căn nhà tạm dùng để thu mua phế liệu rộng khoảng 40 m2 là nơi ở kết hợp kinh doanh sắt vụn từ hơn 4 năm nay của vợ chồng anh cùng hai con. Sau vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng, ủy ban nhân dân xã tứ hiệp cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kết hợp tuyên truyền hướng dẫn các giải pháp nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra tới nhân dân trên địa bàn vụ cháy thương tâm xảy ra là điều mà các nạn nhân trong gia đình không thể lường trước vậy nhưng công việc tưởng chừng như vô hại hàng ngày vẫn thường thực hiện thì nay nó đã cướp đi sinh mạng của gia đình của anh y chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ba nạn nhân trong vụ việc qua vụ cháy này, một lần nữa, vấn đề phòng cháy chữa cháy ở các hộ gia đình cần phải chặt chẽ hơn, đề phòng cháy nổ nguy hiểm xảy ra, đồng thời ra soát các bãi tập trung phế liệu đồng nát để tránh tối đa sự việc tương tự xảy ra như trên. So xa người chồng gào khóc gọi vợ con bên căn nhà bốc cháy rừng rực. Đêm 26 tháng 10, nhiều người dân vẫn tụ tập quanh hiện trường vụ cháy căn nhà kinh doanh phế liệu ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội trong câu chuyện bàn tán, họ không kìm nén được tiếng thở dài xót xa trước sự mất mát đau thương của người mẹ trẻ và hai cháu bé. Gần 18 giờ, nhiều gia đình tại khu vực đường mới Hồng Hà đang tất bật lo bữa cơm tối thì giật mình bởi tiếng nổ lớn. Người dân vội chạy ra khỏi nhà. Trước mặt họ, căn nhà cấp 4 gần chung cư Hồng Hà đang bốc cháy ngùn ngụt, ngụt. Một hàng xóm cách đó vài số nhà cho biết Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn phát ra, khi ấy không biết nổ ở đâu, tôi vội vàng bế con chạy ra ngoài xem thì thấy nhà hàng xóm đang bốc cháy dữ dội. Theo một người dân, căn nhà bốc cháy là nơi ở kết hợp kinh doanh của vợ chồng anh M.V.I, sinh năm 1988, quê tại huyện Xuân Trường, Nam Định và chị N.T.T, sinh năm 1992. Khi phát hiện hỏa hoạn, mọi người hô hoán nhau và gọi cho lực lượng chữa cháy. Lúc này anh Y kịp thời thoát khỏi đám cháy rồi chạy vào cứu vợ con nhưng không được. Anh hoảng loạn gọi: "Vợ ơi, con ơi chạy đi." Nhưng không thể ai chạy ra. Người này cũng bị bỏng và được đưa đi cấp cứu. Không lâu sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy. Tại hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng phát hiện ba nạn nhân đã tử vong là người vợ và hai con nhỏ. Các nạn nhân xấu số được đưa ra xe cứu thương đến nhà xác ngay sau đó. Hơn 18 giờ, người thân của gia đình anh Y cũng có mặt tại hiện trường. Theo người dân, gia đình anh Y chuyển về đây thuê nhà được một thời gian và kinh doanh phế liệu. Người phụ nữ bật khóc và cho biết, con lớn của gia đình nạn nhân học lớp 6 và rất ngoan. Tôi nghe con nói, nhà bạn học cùng lớp bị cháy nên chạy xe máy tới để xem tình hình thế nào. Đến nơi thì biết, ba mẹ con cháu đã mất. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tứ Hiệp thông tin gia đình gặp nạn có 4 người. Vị lãnh đạo xã cho hay, người chồng sinh năm 1988, người vợ sinh năm 1992. Họ có một cháu 12 tuổi và một cháu 5 tuổi. Khi phát nổ, người chồng thoát được ra ngoài. Tuy nhiên lửa đã bén nhanh, làm sập cánh cửa căn nhà, khiến ba mẹ con mắc kẹt bên trong. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 26 tháng 10, Tổng đài 114, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo về vụ cháy căn nhà cấp 4 tại khu vực đường Mới Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường. Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 4 người, gồm anh MVI sinh năm 1988, chị NTT sinh năm 1992, vợ anh Y, cháu MTD sinh năm 2012 và cháu MBA sinh năm 2018, con anh Y, chị T. Đến 18 giờ 09 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt, vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong, một người bị thương. Theo thông tin anh Y cung cấp, Thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy. Sau khi lửa cháy lớn, các thiết bị dẫn ga và bình ga của gia đình anh phát nổ khiến toàn bộ trần nhà và các cấu kiện bị sụp đổ. Vợ con anh không thể thoát ra ngoài. Cũng theo chia sẻ từ người đàn ông, anh và vợ đã làm nghề đồng nát được 10 năm nay. Tuy nhiên, thời gian hai vợ chồng chuyển tới khu vực xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì để làm mới được 4 năm ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy đồng thời giám đốc công an thành phố chỉ đạo công an huyện thanh trì tham mưu cấp ủy chính quyền và phối hợp cơ quan ban ngành địa phương tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên người bị nạn cùng gia đình các nạn nhân